Hôm nay quét dọn khu vực cơ sở thì những cái lá cây gom và đốt cho nó sạch sẽ nha bạn. Đây là cái đôn mà hôm qua chung đổ thì hôm nay thì mới vừa tháo ra nha bạn. Đó thì cái đôn Phúc Lộc Thọ thì cái đôn này mình đổ thì mình úp ngược xuống. Đó, như thế khi mà mình lật lên á thì nó đúng chiều của nó, tại vì làm ngược á thì có những cái lỗ một này kia á, khi mình lật lên thì lỗ một nó không có. Nó được cái là cái vụ đó nên là mình lúc nào mình phải đổ ngược rồi lật lại thì nó rất là đẹp, nó giảm lỗ một nha bạn. Đó. Thì mình đổ hôm qua thì hôm nay mình lấy ra được rồi. Vì đây mình đem ra ngoài, chừng nào mình có sơn là bán được. Đó. Còn đây là cái mẫu chậu 6 tấc lục giác. Thì hôm qua người em mới đổ, hôm nay thì nãy chung cũng mới đem ra. Đó, các bạn kê sẵn kê luôn. Lấy ba cục gạch kê cho chân cao lên, chừng nào mình sơn mình với ra vệ sinh cái mình sơn luôn. Chậu 6 tấc lục giác hoa văn thì mai lan cúc trúc. Cái này là khuôn composite chậu 6 này, composite nha bạn. Bên đây là một số cái mẫu chậu 5 tấc 6 tấc mà hôm qua làm miệng xong thì hôm nay đem ra phơi nắng luôn, phơi nắng cho nó dốt dốt cho nó trắng trắng thì sơn và dẹp vô nha bạn. Cái này thì mới cái chậu chưa có chân thì đang trong quá trình làm đó. Cái chậu 5 tấc 6 tấc mà quay hôm qua, quay 2 ngày chậu 5 chậu 6 lật lên để làm miệng thì sáng nay chỉ làm miệng là xong. Còn bên đây là một số cái mẫu 1 mét thì 2 ngày lật lên cũng làm miệng, các bạn thấy rất là đẹp, rất là láng. Mét chia mét 2 nha bạn. Thì chiều nay mới tiến hành quay chậu, quay chân thêm. Thì những ngày này thì quay mấy mẫu chậu trơn để khách hàng có lại mua thì có bán, tại vì qua Tết thì nó hết rồi. Nó chậu này mét 2 lắp lỗ lại trồng sen nha bạn. Đó. Trồng sen thì quay mới lại, quay lắp lỗ mới lại luôn chứ quay xong rồi lắp lỗ thì thời gian để nghỉ nước đó. Mẫu mét 2 con voi lớn, khuôn là chất liệu ABS nha bạn. Thì đầu tiên thì mình các bạn quét cái nhớt bên trong cái lòng trong của cái khuôn, xong rồi gấp lại để tiến hành mình đổ cái khuôn. Đó thì sau khi gắp xong các bạn lật cái gì đây? Lật thuộc gì đây là mình chỉ việc mình chọn màu đá đổ vô là xong. Đó. Và đổ bốn chân của con voi. Bạn đổ con voi như thế là xong. Thì con voi nó ABS thì có lòng trong. Thì bạn chỉ việc đổ hồ đá. Thì đổ bỏ thêm những cái cọng kẽm 4 ly vô cho nó cứng hơn, cho nó chắc chắn hơn nha bạn. Rồi cái này thì ngày mai tiến hành tháo qua được rồi. Rồi chiều nay tiến hành quay chậu các bạn. Thì cát trong nền nó hơi khô quá, mình xịt nước cho nó ẩm
để làm lòng, cái lòng cát cho nó kết cấu, cho nó dễ làm hơn nha bạn. Tiến hành lên cái chậu tám tấc, chậu tám tấc trơn nha bạn. Quay cái lòng cát trước, bạn xịt nước cho nó ẩm, xong mình đắp cho nó đầy đủ cái ụ, rồi mình đồ khuôn và mình chọi những cái lỗ hang trong lòng cát, chọi cho nó láng, cho nó đẹp. Lòng cát mình quay nó láng gì, sau này để cái lòng trong lập cái chậu lên, lòng trong nó láng nó đẹp nha bạn. Đó, cái dành biển để các bạn đùa cái cát dư trên cái mí dành biển, đùa mình phả cho nó bằng ở bên ngoài, để khi mà hồ mình quay nó chảy hồ ra ngoài thì mình lấy hồ mình dán hồ nó sạch nha bạn. Xong thì các bạn tháo miếng cát ra và ta lên hồ cho cái chậu, pha cái hồ dầu hơi đầy đặc xíu để quét, để chế bên dưới cái lớp bên dành miệng chậu, để sau này lật lên cạo cái miệng được láng được đẹp hơn nha bạn. Tiếp theo các bạn chế cái hồ cát lỏng cho nó bao quát cái chậu lại. Ở cái lớp lò hồ này giúp nó bao quát cái lòng cát, và mình đi cái lớp hồ tiếp theo nó được dễ hơn nha bạn. Rửa kẽm vô trước cái dành miệng công kẽm 4 ly. Tại vì qua cái lớp hồ tiếp theo thì vô kẽm sau để nó đầy hồ thì khó vô hơn nha bạn. Bạn chỉnh sửa công kẽm cho nó nằm giữa cái dòng miệng và nửa cái mặt hồ cho nó chắc chắn. Đoạn vô kẽm bụng cho cái chậu. Kẽm bụng thì cũng sử dụng kẽm 4 ly nha bạn. Thì từ cái chậu 80 trở lên là bắt đầu sử dụng kẽm 4 ly. Đó. 70 trở xuống thì kẽm 3 ly. Đó. Rồi, chậu 8 các bạn vô khoảng tầm 3 vòng kẽm. Ở dưới công miệng một vòng là 4 vòng kẽm nha bạn. Thì sau khi vô kẽm xong thì các bạn chọn hồ cát đặt mình lên hồ cho nó nhanh lên hình cái chậu nha bạn. Chọn hồ dầu, đi hồ dầu cho cái chậu để hoàn thiện cái chậu nha bạn. Hồ dầu thì các bạn sử xi măng thì xi măng tốt, không có chết, không có đóng cục, thì đi hồ dầu nó láng hơn, nó đẹp hơn. Trước khi đi hồ dầu các bạn lấy khuôn ra rửa khuôn cho sạch để không dính những cái ba vớ đằng sau, thì đi hồ dầu nó không có láng nha bạn. Trước khi lấy khuôn ra các bạn đùa hồ bên trong cái khuôn cho nó ra ngoài hết, để khi lấy khuôn ra cái hồ dầu nó sẽ không có dính trên cái chậu nhiều nha bạn. Cắt hồ dư bên dưới cái dành miệng để lấy hồ cho nó sạch sẽ nha bạn. Thank you.
Trên đây là cái mẫu chậu tròn 80 đã quay hoàn thiện nha bạn. Cái chậu này thành phẩm một cái gồm chân đôn và chậu một cái 300.000 sơn màu đỏ. Thì bên cái mẫu này thì bên sở có cung cấp dao quay chậu luôn. Thì chiều nay thì tiếp tục quay một số cái chậu còn dở dang quay cho xong là hoàn thiện nha bạn. Bên đây là ba cái chậu 8. Bên đây là ba cái chậu 1m mà hôm gài khách đặt quay được có ba cái. Hôm nay quay ba cái thì nó còn 336 còn hai cái nữa mới xong nha bạn. Còn đây là những cái chân đôn chậu 6 tấc thì hôm gài chậu 6 thì quay miệng chậu thôi chưa có quay chân, hôm nay mới quay đặng gáp vô đặng sơn để trưng bán tại cơ sở. Rồi thì cái video chiều nay thì xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.